Và sau một thời gian theo học tại Alex thì hôm nay Trung có thể show bằng của Trung cho mọi người cùng nhìn thấy kết quả mà đạt được được không? Dạ được, tất nhiên là chị. Đấy ạ, điểm overall brand của em được 8.0. Lần đầu tiên thì em đăng ký, em chỉ đăng ký 3.0 thôi, nhưng mà lúc em đi thi em đạt được 8.0, đó là một kết quả em cũng không ngờ là em đạt được đấy ạ. Dạ vâng, điểm nghe của em thì được 9, điểm nói của em thì được 8, và điểm đọc của em thì được 8.5, và điểm viết của em thì được 9. Wow, là một kết quả rất là đáng mong ước đúng không? Vậy thì cái vấn đề mà trước khi em gặp phải của anh Ngữ khi mà em đến Alex, cái vấn đề của bản thân em ấy, em cảm thấy không tốt ấy, thì em đang gặp phải cái vấn đề gì với anh Ngữ? Thực ra thì tiếng Anh của em nói khá là tự tin, nhưng mà cái vấn đề em gặp phải đó là cái ngữ pháp của em. Nói thật thì ngữ pháp của em không tốt cho lắm. Vậy thì em có thể chia sẻ về cái việc đó là em đầu tư cho cái việc nghiêm túc học tiếng Anh thay vì là em học TOEIC mà em đã chọn IELTS để em đủ điều kiện ra trường, em có thể nói qua được cái việc đấy được không? Em học trường đại học Thăng Long và trường em thì trong khóa của em ấy, người ta bắt là phải có bằng IELTS hoặc là TOEIC để có thể ra được trường. Và đấy là lý do mà em cố gắng để học thật để em có một cái tấm bằng. Và với cái công việc sau này của em thì em cái tấm bằng đấy đó nó giúp em rất là nhiều. Tại vì là em thấy là những cái công ty em apply CV vào ấy, thì người ta khá là thích, người ta chuộng cái bằng IELTS luôn.